JK Audio Âm Thanh Số, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Âm Thanh Số ạ. Vâng, hôm nay bên em có nhận được đơn của anh Nguyễn Minh Kỳ, anh có số điện thoại là 0913 34 là 601 ạ. Vâng, anh ở số nhà 222 đường 30 tháng 6, phố Ít Kiêu, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Vâng, có cái xe đến đoạn Hoa Kỳ, Ninh Bình thì gọi điện cho anh ạ. Vâng, anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái sub JBL 815 bass 40. Vâng, với bên em có tặng anh dây kết nối với âm ly. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Âm Thanh Số để cảm ơn anh Kỳ nhá. Vâng, anh đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm cái sub JBL 815 bass 40 này của bên JK. Vâng, thì đây hiện tại là cái sub JBL 815 bass 40 này của anh là bên em đang test trực tiếp anh nhá. Tông màu vân gỗ cực kỳ đẹp luôn ạ. Ở phía trên này là có kính màu đen, sang gương được cạo râu được đấy ạ. Vâng, vẫn còn là cái ni lông của nhà máy. Đây là cái hộp mà bên em vừa để ra đây ạ. Mã là 815 của sub JBL, rất là chắc chắn, xốp mút này. Đây xốp của nhà máy luôn ạ, rất là dày. Vâng, hai bìa cắt tông luôn ạ. Hàng chuẩn nhà máy Trung Quốc. Vâng, thì quay trở lại cái sub JBL 815 bass 40 của anh đi ạ. Vâng, thì bên em đang test trực tiếp cho anh trước khi gửi đấy ạ. Vâng, rất là cẩn thận, rất là chi tiết. Vì bên em rất là sợ lỗi lầm mà đến tay khách hàng, đổi đi đổi lại rất là mệt và mất uy tín. Vì thế bên em có test rất là cẩn thận. Vâng, bên em có quay video lại sản phẩm mà anh Kỳ đã chọn đấy ạ. Vâng, đây là cái nhạc có sút đây này. Vâng, nghe rất sâu và chắc ạ. Rất là chắc, rất là uy lực, rất là nhiều sức sống ạ. Nghe rất là đã tai, cho giải âm rất là ấm ạ. Đây thì em đang đấu với đẩy và cái vang cơ. Nói chung là cái sub điện này rất nhiều cách đấu, có thể đấu sau âm ly cũng được ạ. Vâng, thì bên em có tặng anh 3 mét dây để anh đấu trực tiếp vào âm ly ra sub anh nhá. Vâng, em tắt sub của anh như này để anh nghe được chất âm mà không có sub. Đấy ạ. Đấy, nghe cái giải âm không có sub nghe rất là chói tai, rất là khô, rất là khó chịu ạ. Vâng, để em bật sub lên của anh thì anh sẽ phân biệt được. Là anh thêm súp vào thì nó sẽ hay ra làm sao. Vâng, em thêm cái tiếng súp nhá. Đấy ạ. Đấy, thêm tiếng trầm, tiếng súp đấy ạ. Vâng, nghe cái giải âm nó hay hơn ạ. Đây là dòng súp điện JBL 815 bass 40 này. Đây là dòng cao cấp cho gia đình. Vâng, đây là dòng cao cấp ạ. Vâng, rất là đẹp. Đây là đặc biệt là bass 40 đôi đất bác nhá. Bass 40 đôi đất luôn ạ. Đây cái bát nó nằm phía dưới đấy ạ. Vâng, cái bát đang đánh đấy ạ. Đánh như kiểu tim mình đang đập đấy ạ. Rất là mạnh, rất là uy lực ạ. Càng mạnh thì chứng tỏ súp là càng khỏe. Vâng, con người cũng vậy, tim càng đập càng mạnh thì con người càng khỏe ạ. Vâng, bát thiết kế phía dưới này thì trẻ con nó không nghịch được ạ. Nhà nhiều trẻ con cũng rất là lo. Vì thế là bát đối đất này rất là hợp lý ạ. Vâng, anh Kỳ nhá, thì cái súp này của anh hiện tại hoạt động rất tốt anh nhá. Vâng, sau đây thì em xin phép anh Kỳ được bên em được bỏ ra đóng vào thùng gửi cho anh sớm nhất ạ. Vâng, sau cùng thì em chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc anh nhá. Vâng, chúc gia đình mình chuẩn bị đón năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc ạ. Vâng, đặc biệt là trong công việc thì chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn. Vâng, cũng chuẩn bị đón Tết rồi thì nói chung là các bác mọi miền Tổ quốc lên trang bị cho mình những cái thiết bị hỗ trợ âm thanh để cho cái giải âm hay hơn, để được trải nghiệm một cái Tết đầm ấm hơn ạ. Vâng, cuối năm chúng ta sum vầy cùng gia đình, nghe nhạc hát hò thì rất là yêu đời ạ. Rất là thấy cuộc sống nó nhiều ý nghĩa hơn. Anh Kỳ nhé, sau khi bên em đã kiểm tra rất là cẩn thận và đạt chuẩn cái chất lượng của cái sản phẩm này của anh thì bên em có dán tem công ty JK Audio Âm Thanh Số để bảo hành cho anh 1 năm anh nhé. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 đấy ạ. Vâng, anh Kỳ nhá, sau khi bên em đã kiểm tra chất lượng rất là chuẩn đấy ạ, thì đây là cái thùng hàng của anh đấy ạ. Đây, bên em sẽ chuyển xe cho anh theo hướng dẫn của anh nhé. Sub JBL 815 đấy ạ. Vâng, bọc cả màng chip rất là cẩn thận. Mưa bão cấp 12 cũng không vấn đề gì.